Quốc lộ 8A là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh nhưng đã xuống cấp và thường xuyên ách tắc vào mùa mưa. Dự án nâng cấp đang được khẩn trương hoàn thành trước mùa mưa nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi. Thời điểm này, những hạng mục cuối cùng tại cầu 74 thuộc km 74 600 trên quốc lộ 8A đang được nhà thầu hoàn thành. Các công nhân đang thi công đan thép mặt sàn và lan can. Đây là vị trí quan trọng khi hoàn thành sẽ xóa bỏ hai khúc cua tay áo trên tuyến đường cũ. Đã huy động hết nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng người, hai tổ nhân công, thi công là làm 3 ca, không kể ngày đêm để đưa công trình đảm bảo về đích đúng tiến độ. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 8A từ km 37 đến km 85 300 có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, triển khai từ năm 2014. Quá trình gặp nhiều khó khăn do mưa bão và sạt trượt ở một số đoạn đường đèo. Quốc lộ 8A là tuyến độc đạo kết nối với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Thường xuyên có lưu lượng lớn xe tham gia giao thông, ảnh hưởng đến thi công. Đến nay, 9 trên 12 gói thầu đã hoàn thành. Dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 8 đã triển khai được với khối lượng là khoảng 95%. Hiện tại bây giờ các gói thầu đang tiến hành vào các công tác hoàn thiện về hệ thống an toàn giao thông để chuẩn bị tiến hành bàn giao đưa công trình vào khai thác và sử dụng. Theo tiến độ tổng thể của dự án thì dự án sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành được trước 30 tháng 9. Việc sớm hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 8A có ý nghĩa quan trọng với chiều dài hơn 80 km. Đây không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Hà Tĩnh mà còn có ý nghĩa trong việc giao thương với các nước bạn Lào và các nước trong khu vực thông qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa phát đi thông báo với nội dung dừng triển khai tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 đối với 57 thửa đất tại khu vực Đầm, thôn Mục Xá, xã Cao Dương, dự kiến mở vào ngày hôm nay 17 tháng 8. Việc bất ngờ dừng phiên đấu giá này với lý do là Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cần xác định lại mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 114 thửa đất trên địa bàn xã Cao Dương theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đơn vị tổ chức đấu giá sẽ trả lại tiền mua hồ sơ và đặt trước của khách hàng với lý do cần xác định lại giá khởi điểm. Trước đó, ngày 10 tháng 8, huyện Thanh Oai đã tổ chức đấu giá 68 lô đất ở khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao. Phiên đấu giá này đã gây xôn xao dư luận khi giá trúng cao gấp 7 đến 8 lần giá khởi điểm. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện số 80 về tiếp tục quyết liệt triển khai, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư, di rời hệ thống đường điện cao thế, tập trung chỉ đạo để hoàn thành các công việc giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trước ngày 30 tháng 8 năm 2024. Với các dự án còn lại, yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư, di rời hệ thống đường điện cao thế, tập trung chỉ đạo để hoàn thành các công việc giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trong năm 2024. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát các mốc tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, hai dự án đường vành đai và ba dự án cao tốc trục Đông Tây. Tại các địa phương, việc hỗ trợ tái định cư bảo đảm người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất là bằng nơi ở cũ, ổn định cuộc sống và có công việc mới cũng cần được chú trọng để có sự đồng thuận ủng hộ của người dân.